Vùng đồng bằng sông Hồng có vị trí hết sức thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ và logistics lớn của cả nước, chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu xuất nhập khẩu. Song để phát huy hết các tiềm năng, lợi thế của toàn vùng, cần có nhiều chính sách đột phá. Đây cũng là nội dung chính của Hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng đồng bằng sông Hồng vừa được Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội. Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, công tác xúc tiến thương mại được xác định là sợi dây liên kết các địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng trong xúc tiến tiêu thụ hàng hóa. Bộ Công Thương đã phối hợp với các địa phương trong vùng triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại mang tính liên kết vùng miền ổn định lâu dài và đạt hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề về liên kết phát triển chuỗi giá trị xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, các sản phẩm nông sản chất lượng cao như gạo, rau củ quả, liên kết phát triển dịch vụ logistics phục vụ xuất khẩu, khai thác hiệu quả các sản phẩm kinh tế biển phục vụ xuất khẩu, liên kết phát triển các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng khu cụm công nghiệp phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, hợp tác. Bên lề hội nghị này, các địa phương doanh nghiệp trong vùng còn trưng bày giới thiệu sản phẩm tạo cơ hội kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ của vùng đồng bằng sông Hồng với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại.